Hello, xin chào anh em Mì AI nhé. Hôm nay chúng ta lại quay lại với vlog Mì AI. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài toán là giúp cho máy tính có thể nghe và phân biệt được âm thanh. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng làm bài toán đưa cho máy tính nghe một đoạn âm thanh nào đó. Và máy tính sẽ hiển thị lên màn hình cho chúng ta biết là âm thanh đó là âm thanh gì. Ví dụ như âm thanh tiếng người nói, tiếng chó sủa, tiếng còi xe, tiếng động cơ, vân vân, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Thì khi nghe âm thanh ấy, thì nhiều anh em sẽ không biết là mình sẽ phải xử lý như thế nào, đúng không? Ảnh thì anh em biết rồi, chúng ta có thể dùng được mạng, rất nhiều mạng VGG, rồi mạng ImageNet, rồi các loại mạng. Thế nhưng mà nghe đến âm thanh thì chúng ta sẽ hơi một chút bỡ ngỡ và chưa biết là xử lý nó như thế nào. Thế thì có một số cách tiếp cận để chúng ta sử dụng là một số anh em thì sử dụng mạng MSTN hay là mạng, các cái mạng mà xử lý dữ liệu tuần tự. Đấy, bởi vì nó nghĩ âm thanh có tuần tự mà. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cách xử lý âm thanh bằng cũng sử dụng mạng CNN luôn. Đó, thế thì anh em sẽ cùng theo dõi nhá. Rồi, ok. Bây giờ chuẩn bị nguyên liệu này. Cũng như mọi lần thôi, chúng ta sẽ tiến hành là tải cái mã nguồn của mình về. Đó, và chúng ta sẽ thực hiện là tải về này. Ok. Ở đây mình dùng PyCharm và đã tạo sẵn một cái project rồi. Thì anh em có thể chủ động cái việc tạo project ở PyCharm hay ở Jupyter thì tùy vào nhu cầu của anh em nhé. Rồi chúng ta git về này. Ok. Đây, trong thư mục của mình đã có một cái thư mục là Mì AI Sound Classifier. Ok nhé. Tiếp này. Chúng ta tạo hai thư mục Train và Test ở trong thư mục Data. Ok. Train này. Test này. Ok. Tạo thư mục Way trong Data luôn. Ok. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta cái thư mục Way ấy là thư mục sẽ lưu cái file dữ liệu âm thanh mà chúng ta sẽ tải trên mạng về và để train cho model. Thế còn hai thư mục Train và Test kia là sẽ chứa dữ liệu mà chúng ta sẽ tiền xử lý sau khi mà chúng ta sẽ tiền xử lý khi mà chúng ta tải cái file Way về nhé. Thì chúng ta không thể đưa thẳng cái file Way ấy vào trong cái mạng để mà train được. Chúng ta phải tiền xử lý chuyển từ các file Way đó thành file ảnh, và các file ảnh đó sẽ được lưu trong thư mục Train và Test. Đó. Thì chút nữa mình sẽ nói cụ thể về cách tiền xử lý cái dữ liệu này. Bây giờ chúng ta làm tiếp bước tiếp theo là chúng ta tải dữ liệu này. Các bạn tải dữ liệu âm thanh để Train và Test tại đây. Và tải xong thì có một file zip và giải nén file này ra. Thì sẽ có hai thư mục Train và Test. Đấy, và copy hai thư mục này vào trong thư mục Way nhé. Chú ý là không phải copy đè vào cái thư mục Train và Test ở mục này, mà chúng ta sẽ copy vào Train và Test này vào trong thư mục Way. Ok. Bấm vào đây để tải về thôi. Đây. Thì nó dẫn chúng ta đến một trang media file. Các bạn bấm vào download. Thì file này nó khá là to vì nó là file Way mà, nên mình đang để ở đây 5,6GB. Vì vậy các bạn nên dùng các cái công cụ hỗ trợ download như là Internet Download Manager trên Win, hay là như mình dùng Phones ở trên Phone X ở trên Mac. Đó, thì đây là mình đã tranh thủ mình tải sẵn cho các bạn rồi. Đợi một chút nhé. Ok, trong lúc đợi cho cái tải nó tải xong file ấy, thì mình tranh thủ mình cài thư viện luôn nhé. Đợi lâu quá. Rồi. Cái thư viện nào.
Ok. Sorry, mình chưa CD folder, bây giờ mới cài được. Ok đấy, các thư viện cần thiết mình đã để hết trong file setup.txt rồi. Các bạn chỉ cần cài là xong. Ok rồi, bây giờ thì ngồi đợi thư viện thì cài mà file thì tải về. Lâu quá, lâu quá. Đây rồi. Bây giờ thì thư viện đã cài xong mà file thì cũng tải xong. Đâu rồi? File đâu rồi? Đây rồi. Bây giờ xem nào, giải nén ra. Rồi. Trong này hai có hai thư mục trên và task. Chúng ta sẽ copy về thư mục way. Chuyển test này. Copy vào thư mục quay. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây rồi. Copy thư mục quay. Nào thì paste. Ok. Thư viện xong rồi đúng không? Ở đây bây giờ mình sẽ nói lại một chút về cái tư tưởng thuật toán này nhá, đúng không? Thì file âm thanh là file tuần tự đúng không? Chúng ta sẽ có một loại file âm thanh B này. Thì bây giờ là chúng ta sẽ dùng CNN để xử lý và chúng ta sẽ phải chạy cái file là file pre-processing ở đây. Nhiệm vụ của file này ấy là đọc tất cả file way ở trong thư mục data way chúng ta vừa tạo đây. Đó, và dùng cái thư viện librosa đây để tạo ra một cái spectrogram là cái này đây đó. Thì các bạn cứ cần tìm hiểu cụ thể thì các bạn sẽ Google thêm là spectrogram là gì, nhưng các bạn hiểu sơ qua là chúng ta sẽ biểu diễn cái file âm thanh đấy thành dạng là cái biểu đồ là cái tần suất gì đấy. Đây spectrogram đây, bạn cứ Google là ra. Đó là biểu đồ phổ, biểu diễn trực quan của phổ âm thanh theo thời gian. Đây, nó dạng như này. Đó. Được chưa? Biểu đồ phổ âm thanh. Chúng ta hiểu như vậy. À, mỗi file sẽ có một cái phổ âm thanh riêng của nó. Đó, thì chúng ta sẽ dùng cái file pre-processing này đọc trong thư mục Wave và tạo ra các cái file ảnh là các cái file spectrogram của nó và lưu vào trong thư mục train và test ở trên này. Đó. Các hiểu chưa? Đó. Đọc cái file way ở trong thư mục train test trong thư mục way này chuyển thành ảnh và để vào thư mục train test này. Trên này. Đó. Thì đây là cái tác dụng của cái file pre-processing. Và sau khi chúng ta đã chuyển thành ảnh rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng mạng CNN được. Rồi làm tiếp nhé. Đây, file pre-processing là file để xử lý dữ liệu, convert file way chứa trong ngoài thành ảnh. File train model thực hiện trên. File test model là thử predict xem cái dữ liệu trên ta có thể dự đoán chuẩn được cái âm thanh không. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một. Đầu tiên chúng ta đến file pre-processing nhé. Đây. File đơn giản thôi, có một hàm chính là hàm crisp spectrogram với input là tên file way và name là tên file, còn file name là cái đường dẫn đến file và file path là cái gì nhỉ? File path là cái đường dẫn sẽ lưu cái file ảnh đó.
thì nó thực hiện một số vấn đề như load fairway lên này, rồi thì cấu hình cái phổ biểu đồ phổ âm thanh này, rồi thì tạo ra cái spectrogram, sau đó là save vào file name, đóng vào thế thôi. Đó. Thì cái hàm này sẽ tạo ra spectrogram từ fairway. Và chúng ta sẽ for đây, data dir. Đó, chúng ta sẽ lập trong cái thư mục trên, chọn ra 4.000 file và tạo ra cái file ảnh spectrogram để dùng ở trên. Tương tự, thư mục test chúng ta cũng lấy ra 3.000 file và cũng tạo ra cái dữ liệu ảnh ở trên. Đó. Đều chạy thử nhá. Thì mình nói trước là cái việc này rất là lâu, rất là chậm, các bạn nên chạy và đi làm việc khác. Mình thử nhá. Python pre-processing. Rồi, như đang chạy rồi, sao máy mình đang rú ầm ầm rồi. Kiểm tra thử. Đây rồi, đang chạy rồi. Máy đang rú ầm ầm rồi. Đây, nếu các bạn để ý thì mình cái thư mục trên của mình này đã có một số file rồi này. Để mình mở thử một file bạn xem nhé. Đó, đây là chính là cái phổ, một cái file way đã được chuyển thành một cái phổ như này. Tiếp này, đấy, đấy, đó. Thì mỗi file sẽ có một đặc trưng riêng của nó nhé. Nó đã tạo một cái file spectrogram, mình không biết dịch tiếng Việt là cái gì. Đó, như thế. Giờ chúng ta chỉ có nhiệm vụ là ngồi đợi cho nó convert hết cái đống file way đó thành các cái file ảnh và lưu vào thư mục chat trên và test nhé. Rồi. Như vậy là sau khi chờ đợi mỏi mòn thì ứng dụng cũng hiện lên là process done rồi. Và tất cả file way trong thư mục test và trên đã được chuyển thành file ảnh và cũng để trong thư mục test và trên tương ở trên này rồi. Ok. Đây mình có thể xem, bạn sẽ xem qua thư mục test nhé. Đó, 3.000 file way đã được chuyển thành các file ảnh như này. Ok. Bây giờ tiếp theo là thực hiện train model. Train model. Download file rồi. Rồi, các bạn thấy là model đang trên rồi đúng không? Đấy, đang chạy rồi. Mình sẽ trên 100 epoch nhé. Thì trong lúc chờ nó trên ấy, thì mình cũng giới thiệu qua một chút về cái mã nguồn của file trên model. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ cái thư mục trên và thư mục test mà chúng ta đã sinh ra ở trên. Đó. Thì để đọc tất cả các file trong đó thì mình có đọc từ cái file trên.csv và test.csv. Thì hai file này sẽ chứa tất cả những cái file way mà cái khi mình tải về nó có. Đây mình ấy đây này. Đâu rồi? Fireway. Ồ, mình đã có bây giờ đó. Thì khi mình tải về nó có hai cái file way như vậy. Đây. Đây hai file xin lỗi. Hai file CSV, test.csv trên CSV cho này sẽ lưu tất cả những cái fileway đó, fileway này. Đấy, cùng với cái class của nó là loại gì. Ví dụ fileway này thì class là cajon, là còi xe. Fileway này thì class là children playing, là trẻ con đang chơi. Rồi thì ví dụ fileway này đi thì class nó là chó sủa. Ok. Như vậy là mình sẽ có một danh sách các fileway và class của nó, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là mình đã ghi các fileway đó thành file PNG rồi.
nên mình sẽ thực hiện là apply một cái hàm là append extension để mình replace cái way thành png đó, để mình đưa vào cái dữ liệu trên của mình đó, và mình thực hiện cái sử dụng cái email data generator của thằng Kera để mình tạo ra hai cái flow đây, tạo ra hai cái flow dữ liệu, một cái flow là test và train, và một cái flow là valid. Thì các bạn để ý mấy thông số chính này. Thứ nhất là cái x là gì, là cái tên file, tên file vừa nãy mình đã apply để chuyển từ way png rồi nhé, là file ảnh này. Thì cái y là class, là loại cái loại âm thanh gì. Và thứ hai là chúng ta chú ý cái là best size là 32, seed 42 là cái random seed đấy, và cái target là cái ảnh đó mình sẽ resize về 6464 để mà nó phù hợp đưa vào cái mạng của chúng ta. Tương tự thì cái flow valid cũng vậy này đó. Và trong suột này mình có để một cái, mình có thử là mình thay cái mạng hiện tại của mình bằng mạng VGG để xem nó có khá hơn không, nhưng mà mình chưa kịp làm. Đây mình có thể đổi cái target thành 224 này. Đó, thì các bạn tùy các bạn thử nghiệm nhé. Đấy, sau khi chúng ta tạo ra hai flow dữ liệu rồi này, ta sẽ khởi tạo model. Đây là model của mình đây. Các lớp mình bạn đọc chi tiết trên mã nguồn nhá. Và cái lớp cuối cùng là một lớp Softmax sẽ ra là 10 class. Vì đây mình có 10 cái lớp âm thanh khác nhau để mình nhận dạng. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ra là 10 cái class cuối cùng. Cái lớp cuối cùng sẽ ra là số unit sẽ là 10. Đó. Sau đó mình compile model summarize để hiển thị lên. Sau đó là thực hiện là dùng fit generator để train và valid bằng cách là dùng cái valid, cái flow valid generator ở trên, và số epoch là 100. Đó. Sau khi train xong thì mình sẽ xếp model vào file H5. Đồng thời mình sẽ lưu cái indice của nó là cái là gì nhỉ? Cái tên lớp hoặc các cái tên lớp và trong cái file model indice.pico là các tên lớp như là chó, sủa, rồi thì âm thanh còi xe, trẻ con đang chơi, v.v. kiểu đó. Mình sẽ lưu vào cái file indice để mình lốt ra mình biết là class đây là thuộc gì. Và các bạn cứ ngồi đợi nhé, khi nào mà model hiện lên chữ model trained thì là xong. Đúng ra cái phần này ấy, thì mình sẽ up lên máy chủ mình trên, nhưng mà hiện tại thì máy chủ mình đang có vấn đề một chút nên mình không up được. Thì vậy mình sẽ thực hiện là giảm số epoch xuống khoảng độ 50 epoch nhé, mình trên sample thôi. Các bạn khi trên thực tế thì có thể đưa lên collab này, đưa lên máy chủ, hoặc là đợi lâu hơn nữa để mình trên lâu nhé, để mình trên lại này 50 epoch thôi. Ok, rồi bắt đầu trên mỗi box thứ nhất. Rồi đây bây giờ mình đang chạy cái epoch cuối cùng đấy. Thì bạn để ý thấy rằng cái van accuracy nó tăng từ 0.2 lên 0.4 rồi. Đây là mình trên có 50 epoch thôi. Nếu các bạn trên đủ 100 epoch thì cái accuracy nó lên cao, khi 0.8-0.9 cơ. Đấy. Bây giờ mình trên sample để các bạn hiểu cái cách làm việc cái trên thôi. Nên là chúng ta sẽ dừng lại ở 50 epoch nhá. Thì các bạn là mình không có máy chủ với nhau vấn đề nó mới được. Nên mình trên là cái máy MacBook này rất là nóng. Đây hiện nay là mình đã thấy là máy đã nóng rực rỡ rồi. Đó, nên là mình trên sample cái này thôi. Thì sau khi trên xong ấy thì chúng ta sẽ thực hiện test model. Đây. Thì các bạn mình nói qua một chút nhá, cái test như vậy, mình các bạn đọc cái dữ liệu, cái flow từ cái thư mục test. Đấy, vậy chúng ta đọc một trên được một test nhé. Sau đó chúng ta cũng load model ra. Đó, và chúng ta thực hiện là predict generator từ cái luồng dữ liệu test đấy. Thì cái flow dữ liệu test đấy đọc các file ảnh way ở trong thư mục test. Đó, chúng ta cũng thực hiện là predict. Sau đó predict xong thì chúng ta lấy cái class có cái probability lớn nhất của từng cái file ảnh, load cái indice ra là cái tên cái class ra, cho chúng ta hiển thị cái label lên màn hình.
và chúng ta không hiển thị hết nhé. Đây chúng ta thực hiện là hiển thị 0 đến 10 là 10 cái gọi là predict đầu tiên thôi. Đấy, còn cái file mục test là rất nhiều, 3.000 file cơ. Đấy, chúng ta chỉ thực hiện là in ra 10 cái thôi để mà chúng ta cho nó dễ nhìn. Đó. Và đồng thời chúng ta cũng hiện ra cái real value của nó để xem là cái lớp thực tế như nào và so sánh dữ liệu predict của chúng ta và dữ liệu thực tế. Đây, ok, như vậy là mình đã train xong rồi đây. Mình hiện ra model train được rồi. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ test nhá. Thì trên ví dụ của mình ở trên cái website bạn nhìn đấy, thì do mình train đủ 100 epoch nên nó đoán rất là chuẩn và 9 trên 10 file âm thanh. Bây giờ chúng ta chỉ train con 5 epoch thôi. Ta cứ thử xem nó nhả nhá. Hồi hộp quá. Đang đợi chút đang load nhé, đang load dữ liệu test đấy. Ok, các bạn thấy sai khá nhiều, đúng được mỗi cái thứ 9. À đâu, đúng được cái dog park các bạn, ở đây đúng được 1 2 3, sai mất 1 2 3 4 5, sai mất 5 trên 10, hai phần nửa đó. Nhưng mà nói chung là mô đồ đoán được 5 trên 10. Nếu như các bạn mà thực hiện trên đủ epoch thì chúng ta sẽ thấy là khá là chuẩn. Đây bạn đấy nhá, prediction value này, đây là các âm thanh mà chúng ta đã tự đoán ra. Ở đây là real value là cái giá trị thật của cái âm thanh đấy. Thì bạn đấy từ số 5 đến số 9 đây đó là mô đồ chúng ta đoán đúng, đây hoặc lại là sai. Ok. Đó, thì như vậy là chúng ta đã biết được cách xử lý dữ liệu âm thanh, đúng không? Khi chúng ta gặp vài âm thanh, chúng ta chuyển về ảnh bằng spectrogram để mà áp dụng CNN vào để xử lý, để predict, để làm rất nhiều thứ. Và khi chúng ta đã chuyển được về dạng hình ảnh rồi, rất nhiều mạng có sẵn như VGG16, VGG19, ResNet, v.v. để chúng ta xử lý về đấy. Thì bài hôm nay đến đây là hết rồi. Và bạn nhớ nhá, là khi thực tế thì hãy train nhiều hơn, hãy train những máy chủ, trên collab, vân vân. Và nếu mà trong quá trình mình bạn thực hiện ấy mà có khó khăn gì, bạn sẽ post lên group, đây cái link group mình có để trong bài luôn đấy. Thì group này dẫn đến rất nhiều anh em, đã hơn 3.000 anh em rồi. Vì vậy là khi bạn có vấn đề gì các bạn post lên, anh em sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau fix lỗi và tiện hơn nhiều. Đấy, và chúng ta hãy cùng nhập thêm fan website cũng như là YouTube của Mi AI nhá. Rồi. Xin dừng clip ở đây nhé. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye.